tất cả các em. Theo yêu cầu một bạn gửi bài lên thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách biểu diễn cung lượng giác trên một đường tròn lượng giác nhé, biểu diễn cung trên một đường tròn lượng giác. Thì chúng ta xét cái bài toán thế này: trên đường tròn lượng giác góc A, xác định các điểm M khác nhau là điểm cuối của cung lượng giác có số đo tương ứng sau, với K là thuộc Z nhé. Mỗi người ta gợi ý là mỗi ý vẽ một đường tròn lượng giác, ý A, ý B, ý C, ý D. Ý A là K2π, ý B là 3π trên 4 cộng K2π, ý C là π trên 4 cộng KP trên 2, ý D là π cộng K3π. Các bạn nhớ ở đây, thầy ghi chú ở đây nhá, chú ý đây, hay là chú ý này, K thuộc Z, tức là K thuộc cái tập hợp 0 này, cộng trừ 1 này, cộng trừ 2 này, vân vân. Đấy, đây là K thuộc Z này, 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2, vân vân. Cái thứ hai nữa là, chú ý thứ hai là pi radian sẽ ứng với 180 độ, là ứng với nửa đường tròn. Nửa đường tròn. Và từ đó chúng ta cứ có thể suy ra, ví dụ 2pi sẽ là 360, sẽ là cả đường tròn. Hay là pi trên 2 thì là ứng với 90 độ thôi, và nó là 1 phần 4 đường tròn, đấy, vân vân. Thế bây giờ thầy hướng dẫn các bạn từng ý một nhá. Chúng ta giải này. Ở đây người ta bảo mỗi ý vẽ một đường tròn lượng giác. Vậy thì bây giờ chúng ta vào ý A đi, đó là K2π. Nào, chúng ta bắt đầu vẽ đường tròn lượng giác. Một là một đường tròn đơn vị, tức là có bán kính bằng 1. Bây giờ thầy không có gomba, thầy kẻ bằng tay nhanh nhá, vẽ bằng tay nhanh này. Đấy, đây là một cái đường tròn. Thì cái trục này là trục sin này, trục này là trục sin này, trục này là trục cos này. Và ở đây sẽ là giá trị là 0 của sin và 0 của cos này. Đó. Và bao giờ người ta cũng lấy đây làm gốc, mà ở đây người ta gọi là gốc A thì ký hiệu đây là điểm A luôn. A là gốc. Và các bạn nhớ cho thầy là đây là chiều quay, là chiều dương, là ngược chiều kim đồng hồ. Chiều quay này là cùng chiều kim đồng hồ, là chiều âm. Đó. Thế thì các bạn nhớ cho thầy là khi biểu diễn thì chúng ta có thể là cho cả mũi tên đánh dấu này cũng được, không cũng được nhá. Nhưng mà nhất thiết là cái gốc A này là gốc là phải biết này. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đây. K2π thì thầy vừa nói rồi, K bằng 0 này, cộng trừ 1 cộng trừ 2, vân vân, đúng không? Thế thì ví dụ K bằng 0 này thì là 0 nhân 2π là bằng 0 rồi. 0 rồi thì đúng là điểm M phải trùng với điểm A, với A là gốc đây, là thì mới là báo là thì điểm M phải trùng vào đây. Đấy. Và nếu K bằng 1 thì tức là nhân vào là 2π, là quay một vòng lại về chỗ cũ đây. Quay một vòng có phải là 2π không? Lại về chỗ cũ không? Thì nó lại là điểm M lại vẫn ở đây. K bằng 2 thì quay hai vòng này, một vòng này, hai vòng này, lại về chỗ cũ không? Tại vì mỗi một cái 2π này là một vòng tròn mà. Đấy, thầy vừa nói rồi. Đấy, π thì ứng với 180 độ thì 2π phải 360. 360 độ thì quay về chỗ cũ rồi, đúng không? Thế đây điểm M là chỉ có một điểm duy nhất ở đây mà thôi. Đấy, chính là trùng với gốc luôn. Đây là ý thứ nhất, ý A. Bây giờ sang ý B này. Ý B là 3π trên 4 cộng với K2π. Thì chúng ta biểu diễn thế nào? Bây giờ chúng ta lại vẽ một cái đường tròn lượng giác khác nhá. Đây. Thầy vẽ bằng tay nó không được tròn lắm. Đấy. Đây là gốc A này, đây là trục sin này, đây là trục cos này, đấy, chiều dương này, đây là chiều âm này. Đấy. Thế các bạn nhìn này, với k bằng không thì thay vào đây là 0 nhân 2π là mất thì còn 3π nhân 4, tức là pi chia làm 4 thì lấy 3 phần. Đây, pi là 180 độ này. Đấy, chia làm 4 tức là thằng này chia đôi này, lại chia đôi này. Đấy, thì ta có này, từ đây đến đây là pi trên 4 này, từ đây đến đây thêm nữa thì là 2π trên 4 này, đến đây là 3π trên 4 này. Vậy thì chính là cái góc này chính là 3π trên 4, bởi vì pi là cả góc bẹt 180 độ này,
chia làm 4 phần thì ta lấy 3. Đây, từ đây đây là một phần này, từ đây đây là hai phần này, từ đây đây là ba phần, thì đây gọi là góc 3 pi trên 4. Thì cái điểm gốc là A đây rồi, thì cái điểm cuối là M thì phải là chỗ này. Đấy, ta đánh dấu vào đây là M. Đấy, thì cái này là điểm đầu tiên. Tuy nhiên ta thấy nếu K bằng 1 thì pi trên 4, 3 pi trên 4 đây rồi, cộng thêm 2 pi nữa lại một vòng, quay lại một vòng. 2 pi là một vòng mà, đúng không? Để quay một vòng lại về chỗ cũ. Nếu k bằng 2 thì quay 2 vòng. Một vòng này, hai vòng vẫn về chỗ cũ. Thế còn k bằng âm 1 nhá thì quay ngược lại đây. Từ đây lại quay ngược lại. Vẫn về chỗ cũ. K bằng âm 2, một vòng này, hai vòng này, lấy quay sang chiều âm, đấy thì nó vẫn về chỗ cũ. Vậy thì trường hợp IB cũng chỉ có mỗi một điểm duy nhất là điểm M ở đây thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta sang phần C. Đó là góc pi trên 4 cộng với k pi trên 2. Nào, bây giờ thầy sẽ vẽ cái này xuống phía dưới này để dành một phần giấy cho cái câu câu cuối cùng. Đấy, đây là trục trục cốt này, đây là trục sin này, đấy, đây vẫn là chiều dương này, đây vẫn là chiều âm này, và đây là gốc A này, xuất phát từ gốc A này. Thì chúng ta lại thấy này, k bằng 0 thì nhân pi 2 là mất, còn mỗi pi 4. Pi trên 4 tức là 45 độ đấy, tức là cả một góc bèn là chia đôi, à chia 4. Thì ở đây đây là chia đôi này, chia đôi thì đây. Đây chính là góc gì? Pi trên 4 thì đây là điểm M đầu tiên. Đấy thì đây là pi trên 4. Đấy. Tuy nhiên thì chúng ta lại thấy là nếu k bằng 1 thì lại cộng thêm pi trên 2. Pi trên 2 là cộng thêm một góc vuông nữa, vậy thì chính là ở đây. Đây chỗ này vuông này, này cộng thêm một góc vuông này, từ đây ra đây pin 4 rồi này, từ gốc đến đây là pin 4 này, từ đây đến đây là cộng thêm một góc vuông này đấy, 90 độ nữa đấy, ứng với cao 1 mà thì nó là điểm này. Đấy, thế thầy đây sẽ gọi đây là M1, đây sẽ gọi là M2. Tiếp tục nếu cộng k bằng 2 thì thêm một góc vuông này, thêm hai góc vuông, tức là thêm một góc vuông ở đây nữa là thì nó ra được điểm, đây là điểm gì? M3. Nếu k bằng 3 thì đấy, một góc vuông, hai góc vuông, ba góc vuông thì lại về đằng này. M gì? M4. Nếu cộng tiếp k bằng 4 thì tức là cộng 2 pi, quay một vòng lại về về chỗ cũ, lại về điểm này. Vậy thì ta sẽ có 4 điểm thỏa mãn cái góc cái cung lượng giác này. Đây, điểm M1 này, điểm M2 này, điểm M3 này, điểm M4. Các bạn nhớ nhá, điểm M1 là xuất phát từ đầu tiên khi k bằng 0. K bằng 0 thì mất cái này đi thì còn pi 4 đây, pi 4 đây. Đấy, xong là K bằng 1 nó về đây, K bằng 2 về đây, K bằng 3 về đây, K bằng 4 lại về chỗ cũ. Thế còn nếu mà K bằng âm 1 thì sao? Thì từ M1 đấy lại về đây. Tại vị trí M4. Thế xong là K bằng âm 2 thì từ M1 lại 1 đây, K bằng âm 2 về đến đây. Đấy, tức là nó chỉ quay ngược chiều kim đồng hồ thôi, đấy. Một đằng ngược chiều kim, một đằng thuận chiều kim, thế thôi. Không có gì cả. Bây giờ chúng ta sang phần D. Đó là pi cộng với K 3 pi. Đấy, bây giờ thầy lại vẽ một cái hình tròn lượng giác đây. Đây là trục cốt, đây là trục sin. Đấy, vẽ thêm thôi cũng là đây là chiều dương, đây là gốc A này, đây là chiều âm. Đầu tiên ta thay k bằng 0 thì nó là pi, pi là 180 độ tâm nửa hình tròn, tức là từ đây về đến đây. Đấy, đúng chưa? Thì điểm đầu là gốc là A đây rồi, thì điểm thứ hai chính là điểm M đây rồi. Thế nếu như mà k bằng 1 thì là cộng với 3 lần nửa đường tròn, đúng không? 3 pi mà mỗi một pi là nửa đường tròn, vậy 3 pi. Vậy thì từ đây này, một nửa này, hai nửa này, ba nửa này lại về đây. Đấy, thế thì ở đây đây thì sẽ gọi là M1 và đây sẽ là M2. Và ở đây là M2 sẽ trùng với A, đúng chưa? Thế nếu thay k bằng 2 thì cộng với 6 pi. Này, từ đây là M1 này, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi lại về đây. Thế k bằng 3 thì lại 9 pi đúng không? 3 nhân 3 là 9, là 9 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 lại về đây. Lại có điểm M2. Đấy, và tương tự như vậy nếu thay k âm 1 chẳng hạn thì là từ đây này quay ngược lại. 1 này, 2 này, 3 lại về đây. Nói tóm lại là ta thay k bằng các giá trị nguyên thì nó chỉ có hai điểm M1 và M2 đây. M1 là tại đây, M2 là trùng với gốc A.
Đấy. Vậy thì chúng ta nhìn lại qua một lượt thì thấy rằng là trong trường hợp K2P chỉ có một điểm duy nhất là điểm M trùng luôn điểm A, trùng luôn điểm gốc. Và trường hợp thứ hai, 3P trên 4 cộng K2P thì có đúng một điểm là M ở vị trí làm sao là cái góc này là bằng 3P trên 4. Đấy. Còn trường hợp C thì là sẽ có 4 điểm. Chúng ta nhìn thấy M từ M1 đến M4 khác với góc A nhá. Thế còn trường hợp D là cuối cùng thì lại một điểm M1, một điểm M2, M2 thì trùng với góc A. Đấy, chúng ta xem thêm nhá. Chúc các em học tốt. Chào tạm biệt các em.